Suy niệm Chúa Nhật thứ hai mùa chay. Bài của Linh Mục Joseph Tạ Duy Tuyền. Thói đời. Người ta thường nói qua gian nan mới biết ai là bạn, bởi người bạn thực sự sẽ không bỏ rơi ta trong lúc nguy nan. Người bạn thực sự sẽ đồng hành với chúng ta trong những thăng trầm của cuộc sống. Người bạn thực sự sẽ ở lại bên ta dù ta trắng tay chẳng có gì đền đáp ân tình. Nhưng dường như thế thái nhân tình có mấy ai tìm được người bạn sẵn lòng chia sẻ gánh vác với ta khi hoạn nạn. Thói đời vẫn bạc như vôi, đến nỗi nhà thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm đã từng thốt lên: thế gian biến đổi vũng nên đồi, mặn nhạt chua cay lẫn ngọt bùi. Còn bạc, còn tiền, còn đệ tử, hết cơm, hết rượu, hết ông tôi. Dẫu biết rằng xưa nay đều trọng người chân thực, ở đời vẫn ca ngợi những tấm lòng sẵn sàng chia sẻ cho nhau một cách vô vị lợi, có khi còn dám hy sinh cả tính mạng để bảo vệ cho công lý và sự thật. Xưa nay đều trọng người chân thực, ai nấy nào ưa kẻ đại bôi. Ở thế mới hay người bạc ác, giàu thì tìm đến, khó tìm lui. Thế nhưng thói đời, thường khi giàu thì có nhau, khi nghèo lại dễ xa nhau. Con người đến với nhau luôn vì lợi ích bản thân nhiều hơn chân thành. Lợi thì tới, thiệt thì lui. Ở đời đâu dễ tìm được người sẵn sàng hy sinh, đồng cam cộng khổ vì chúng ta. Ở đời đâu dễ giữ trọn chữ tín để sẵn lòng ở bên nhau trong hoạn nạn, gian truân. Chúa Giêsu trong thân phận con người cũng trải qua những mặn nhạt, chua cay lẫn ngọt bùi của tình người. Ngài cũng được người đời có khi tán dương và có lúc tẩy chay. Ngài cũng được các môn đệ vây quanh khi thành công, nhưng cũng chẳng còn ai khi bị kết án giữa công đường. Ngài cũng nếm cảnh trần trụi của tình người, giàu thì tìm đến, khó tìm lui. Khi hóa bánh ra nhiều thì có hàng vạn người tuôn đến với Ngài. Khi bị dẫn đến dinh Caipha thì hàng vạn người ấy lại giơ tay đòi đóng đinh Ngài vào thập giá. Hôm nay trên núi Tabro, Chúa cho các môn đệ được hưởng những giây phút vinh quang tràn ngập hạnh phúc bên núi Chúa, đồng thời cũng mời gọi các ngài hãy cùng Ngài uống chén đắng Chúa Cha trao. Chúa cho họ thấy vinh quang luôn gắn liền với thập giá. Thành công phải có gian nan, càng gian nan thì thành công càng mỹ mãn. Theo Chúa phải chấp nhận cùng Chúa đi trên con đường thập giá hy sinh, chấp nhận uống chén đắng cuộc đời. Nhưng sau đêm dài là ánh bình minh, sau khổ đau là vinh quang phục sinh. Đáng tiếc là các môn đệ đã không vượt qua nỗi sợ hãi khi đối diện sự dữ. Các ông đã bỏ Chúa một mình khi gian nan. Lời hứa cùng chết với Thầy chỉ là lời trên đầu môi chóp lưỡi. Chúa vẫn cô đơn trên con đường thập giá. Do vậy, tình yêu Chúa luôn vượt thắng những ích kỷ của con người. Ngài vẫn yêu và yêu cho đến cùng. Chính tình yêu trung kiên ấy đã cho Phêrô và các bạn cơ hội đền đáp tình yêu. Chính tình yêu bao dung ấy đã cho các môn đệ chuộc lại lỗi lầm bằng việc cùng uống chung chén đắng với Thầy. Cuộc đời hôm nay vẫn còn đó những người bỏ Chúa vì một chút danh vọng. Họ bỏ Chúa vì theo Chúa phải hy sinh, phải đi vào con đường hẹp, đôi khi còn thiệt thòi. Họ đâu hiểu rằng Chúa mới là gia nghiệp cuộc đời. Có Chúa là có tất cả. Những thử thách gian truân đời này sẽ qua, và vinh quang thiên quốc thì bất tử. Cuộc đời hôm nay vẫn còn đó những vợ chồng lỗi lời thề khi họ bỏ mặc nhau trong nghèo khó, bệnh tật, tai ương. Họ đã không thể đi cùng nhau trong gian khó vì bản tính ích kỷ, chỉ lo cho mình
đã khiến họ có lỗi với nhau. Ước gì chúng ta luôn biết học với Chúa, dám sống cho người mình yêu, dám hy sinh, dám cống hiến, cho dẫu có thiệt thòi bản thân. Ước gì trong mọi hoàn cảnh chúng ta luôn phó thác nơi Chúa, khi vui, khi buồn, khi thành công hay thấy thất bại, xin vâng theo thánh ý Chúa. Xin đừng vì những danh lợi thú trần gian mà lạc xa tình Chúa. Amen. Bài của Linh Mục Joseph Tạ Duy Tuyền.